cảm ơn và chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, đặc biệt đối với câu lạc bộ Hoàng Xuân đã vẫn rút về để tham gia giao lưu cùng với cổ loa. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các cô, các vận động viên và xin kính mời các quý vị đại biểu vẫn rút thời gian về chiếu sóc chợ để ta trước kinh nghiệm. Và cũng xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn ban nhạc và đài của xã Cổ Loa, đại diện thanh xã Cổ Loa đã hết lòng phục vụ các cụ trong cuộc giao lưu ngày hôm nay để thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ và xin mời các cụ về chỗ nhà văn hóa của văn hóa chúng ta. Xin chân thành cảm ơn các thế thì bà phải hát bài mời anh đến thăm quê tôi. Bà quý á, bà phải hát bài mời anh đến thăm quê tôi. Nén tâm hương trước thánh đài, ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. A Di Đà Phật. Quý vị ăn ngon miệng. Thank you.
cùng với lại